Cả Việt Nam hả hê, Trung Quốc sầm mặt khi cầu thủ Việt thẳng tay tạt gạo nước vào nhà đài Trung Quốc vì dám xúc phạm Việt Nam. Xin chào các bạn khán giả của Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, nếu là người yêu thích bộ môn bia hoặc là fan hâm mộ của thể thao Việt Nam, chắc các bạn cũng chẳng còn xa lạ gì với cầu thủ Trần Quyết Chiến đúng không ạ? Anh ấy là một trong những cầu thủ nổi tiếng lừng danh trong làng bia, được coi là cầu thủ bia Garumba băng số 1 Việt Nam và số 5 thế giới. Mới đây, anh Trần Quyết Chiến đã vinh dự được mời đến một giải đấu quy tụ 4 siêu sao quốc tế để tranh tài, thì bất ngờ một sự cố không ai ngờ đã xảy ra. Cụ thể, cư dân mạng đã hoang mang, bất ngờ cho đến hoảng hốt khi bà Quyết Chiến, dù khách mời của giải đấu giao hữu quy mô lớn kỷ niệm dịp thành lập Hiệp hội Billiard and Snooker Trung Quốc, thế nhưng cầu thủ số 5 thế giới đã phải lập tức quay về nước ngay trong ngày đầu tiên thi đấu. Chuyện gì đã xảy ra và tại sao Trần Quyết Chiến lại có quyết định như vậy? Đây là sự quả quyết đúng lúc hay là một sự nóng vội? Ngay trong video ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Danh tiếng đang nổi như cồn sau khi giành ngôi vô địch World Cup Billiard Karombato hồi tháng 7 và vừa lọt vào trận chung kết giải vô địch thế giới Billiard Karom 2023 với đồng hương Bao Phương Vinh. Trần Quyết Chiến là một trong 4 vị khách mời tham gia sự kiện của CBSA hôm 23 tháng 9 cùng với cầu thủ số 2 Cho Bình Gu, cầu thủ số 4 Dick Chapper và cầu thủ số 10 Typhoon Tatsumi. Tham dự sự kiện thi đấu giao hữu do Liên đoàn Billiard and Snooker Trung Quốc tổ chức tại Thượng Hải. Đây cũng là những cầu thủ hàng đầu thế giới ở nội dung Karomba băng. Dự định so cơ với cựu số 1 thế giới Dick Chapper rồi tham gia giao lưu với người hâm mộ Trung Quốc theo kế hoạch. Thế nhưng trận đấu với ngôi sao người Hà Lan bất ngờ bị bỏ dở. Hai cầu thủ tập trung so tài nên không nắm được việc trận đấu được livestream, phát trực tiếp trên truyền hình lẫn các mạng xã hội. Trong đó, những đoạn chiếu chậm đều được gắn logo của nhà đài có hình ảnh bản đồ Trung Quốc, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Điều này đi ngược lại hoàn toàn với tính chất gắn kết xã hội đến gần nhau hơn của thể thao, lợi dụng hình ảnh và việc truyền thông để tuyên truyền, xâm phạm, xuyên tạc về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đến từ phía chủ nhà Trung Quốc. Tự mình phát hiện những hình ảnh này khi theo dõi trận đấu, đồng thời cũng được nhiều đồng nghiệp, bạn bè gọi điện thông báo. Huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia Nguyễn Việt Hòa cảm nhận ngay mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ông lập tức gọi điện cho Trần Quyết Chiến và hai thầy trò quyết định hủy bỏ sự kiện để thể hiện thái độ cứng rắn trước sự vi phạm chủ quyền quốc gia. Trần Quyết Chiến ra sân bay về nước ngay trong ngày dù sự kiện giao lưu dự kiến kéo dài đến 6 ngày. Hai thầy trò cho rằng đây chính là một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt ban tổ chức Trung Quốc để phản đối động thái vô lý, xuyên tạc chủ quyền Việt Nam cũng như là không đúng với tinh thần thể thao. Trần Quyết Chiến đã hỏi có cần phải giải thích gì với ban tổ chức không? Huấn luyện viên dứt khoát không cần và thế là anh rời khỏi giải và hiện đã có mặt ở Việt Nam. Bất ngờ với việc Trần Quyết Chiến là người đại diện quay về nước, không tham gia phần thi còn lại của chương trình mà không báo lý do, Chủ tịch Hiệp hội Billiard Thế giới UMB Farouk Baki đã tìm hiểu sự việc và mong muốn phía Việt Nam đưa ra một lý do nhẹ nhàng để giải thích với ban tổ chức cũng như là người hâm mộ. Tuy nhiên, Trần Quyết Chiến đã trả lời rằng đây là sự xuyên tạc đến chủ quyền Việt Nam và không thể dùng lý do khác. Hiện Trần Quyết Chiến đã trở về nước. Hiện nhà đài Africa TV, dịch vụ phát video trực tuyến của Hàn Quốc cũng đã từ chối ngừng stream trực tiếp chương trình này. Còn phía Trung Quốc thì vẫn chưa đưa ra lý do hay bất kỳ một lời xin lỗi thỏa đáng nào để giải thích cho những gì vừa xảy ra. Cộng đồng Billiard and Snooker rất ủng hộ, đồng tình với hành động của Trần Quyết Chiến cũng như bày tỏ thái độ nể phục trước tinh thần dân tộc mạnh mẽ của vận động viên và Liên đoàn Thể thao Việt Nam. Cho đến nay, thông tin này đang được chia sẻ rất rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Nào giờ thì chúng ta hãy cùng xem một vài bình luận của netizen Việt Nam. Đừng đùa với top 1 Việt Nam! Không giày này thì còn giày khác, chứ Tổ quốc chỉ có một thôi. Thích thế thì chiến goodbye luôn, Việt Nam mãi đỉnh luôn. Anh ấy và huấn luyện viên đã thắng một cách rất đẹp trong lòng người dân Việt Nam. Cần phải có thái độ dứt khoát như thế, biểu dương tinh thần của huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa và cầu thủ Trần Quyết Chiến. Cảm ơn sự tỉnh táo của huấn luyện viên và sự dứt khoát của Trần Quyết Chiến. Chủ quyền biển đảo của đất nước là thiêng liêng và trên hết. Một hành động dũng cảm, đầy tự trọng, biết hy sinh quyền lợi cá nhân. Cảm ơn huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa và cầu thủ Trần Quyết Chiến. Tuyệt vời, uy tín, những sự kiện lớn hơn thu hút nhiều người xem thì hành động này càng có sức lan tỏa. Vừa rồi là những dòng bình luận đáng chú ý của netizen trên mạng xã hội. Nhiều người nói rằng vận động viên Việt Nam thật quá bản lĩnh khi dám đứng lên đòi lại công bằng cho Việt Nam. Đó là những bình luận rất rõ ràng để chúng ta có thể thấy rằng người trẻ Việt Nam hiện nay rất quan tâm đến vấn đề biển đảo và sẵn sàng gân cổ cãi lại bất cứ kẻ nào xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Trước làn sóng mạnh mẽ của dư luận, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã đích thân lên tiếng xác nhận: "Tôi đã được báo cáo về sự việc này. Trong quá trình diễn ra trận đấu của Quyết Chiến và Dick Chapper, truyền hình trực tiếp có chiếu chậm một đoạn lồng ghép hình đường lưỡi bò. Lúc này Quyết Chiến đang thi đấu nên không thấy, nhưng sau đó anh đã được thông báo về sự việc. Quyết Chiến đi thi đấu ở Trung Quốc một mình, không có huấn luyện viên và người hỗ trợ đi theo.
Khi sự việc xảy ra, vận động viên đã liên lạc với huấn luyện viên trưởng đội tuyển BS thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Việt Hòa đang ở nhà để thông báo tình hình và nghe hướng dẫn cách xử lý từ những người có trách nhiệm. Vận động viên quyết chiến sau đó đã được yêu cầu trở về thành phố Hồ Chí Minh ngay trong ngày 23 tháng 9, không tham gia giải đấu trên nữa. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cũng thường xuyên nhắc nhở các huấn luyện viên, vận động viên của thành phố khi thi đấu nước ngoài về những tình huống sự cố có thể xảy ra. Mỗi thành viên phải luôn có ý thức bảo vệ màu cờ sắc áo và hình ảnh đất nước. Đó là điều mà vận động viên Việt Nam luôn tự khắc ghi. Và dĩ nhiên Trần Quyết Chiến sẽ không phải ra mặt thêm nữa. Dự kiến Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có văn bản gửi Liên đoàn BS Thế giới để nói rõ lý do Trần Quyết Chiến không thể tiếp tục ở lại thi đấu. Khi hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam xuất hiện ở nơi chiến thi đấu, Sở cũng sẽ đề nghị Liên đoàn tôn trọng những gì liên quan đến Việt Nam. Trần Quyết Chiến được coi là cầu thủ BS Carom ba băng số 1 Việt Nam khi trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam giành chức vô địch World Cup Carom. Cầu thủ này cũng lọt tới trận chung kết thế giới 2023 và là lá cờ đầu của Carom Việt Nam trong 7-8 năm trở lại đây. Tuy nhiên, dù có là siêu sao thế giới, có kiếm được số tiền khủng đến đâu hay được dự một giải với quy mô lớn thế nào, Quyết Chiến vẫn là con cháu Lạc Hồng, vẫn chảy trong mình dòng máu tự hào dân tộc Việt Nam. Mỗi cá nhân, dù bất kể là ai, làm gì, vị trí ở đâu, đều có một nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên mọi phương diện. Xăm ba cái huy chương không thể bằng tinh thần dân tộc được. Anh có thể không đạt huy chương thế giới, nhưng anh đã có một sự đồng tình của toàn bộ người dân. Với tư cách công dân Việt Nam, Trần Quyết Chiến đã hành xử đúng mực và kiên quyết để thể hiện quan điểm rõ ràng về chủ quyền biển đảo quê hương. Giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn. Nó nhấn chìm tất cả lũ bản nước và lũ cướp nước. Ngay cả khi hòa bình cũng cần phải bảo vệ chủ quyền đất nước. Và chính hành động của nhà đài và ban tổ chức Trung Quốc đã càng khiến tinh thần yêu nước của Việt Nam phải dâng cao kịp thời, đúng lúc, đúng chỗ. Nhiều năm trở lại đây, Trung Quốc lại lan truyền đường lưỡi bò phi pháp ở bất cứ đâu có thể, cài cắm nó vào các nhãn hàng phim ảnh để hòng xuyên tạc sự thật. Trung Quốc đang tìm mọi cách điều khiển các thông tin trên không gian mạng về Biển Đông thông qua việc phát tán hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp. Đồng thời, Trung Quốc muốn người dân của họ hiểu nhầm về Biển Đông, nhưng cho dù cố len lỏi đến đâu, quyền lực mềm của Trung Quốc vẫn không thể qua mặt được cộng đồng quốc tế. Đem chính trị vào thể thao thực sự là không thể chấp nhận được. Đó là sự thiếu tôn trọng chủ quyền của một thành viên thuộc liên đoàn. Đó chính là Liên đoàn BS và Snooker Việt Nam. Có lẽ giờ đây, không chỉ những người hâm mộ bộ môn BS mà cả người yêu thể thao, người dân Việt Nam đều chờ đợi những phản ứng của Liên đoàn BS và Snooker Việt Nam, cũng như là cả ban tổ chức giải. Hãy chờ xem họ sẽ có những phản hồi ra sao về vấn đề này. Một vấn đề không thể tha thứ được khi cố tình lồng ghép chính trị vào thể thao chân chính. Là một người Việt Nam, các bạn có suy nghĩ gì sau khi xem video ngày hôm nay? Hãy chia sẻ ngay bên dưới với Việt Nam Stronger nhé! Mình rất mong được đón nhận những tâm tình của các bạn khán giả. Đến đây thì Việt Nam Stronger phải nói lời tạm biệt đến tất cả các bạn. Nếu thích video này thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bấm nút chuông ngay bên cạnh để tiếp tục theo dõi những tin tức mới nhất về đất nước Việt Nam xinh đẹp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!